Xin kính chào quý vị và các bạn. Thứ năm miền Bắc tiếp tục có tiết trời mát mẻ, riêng buổi sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa và chiều thì trời tạnh ráo, một số nơi ở vùng núi có hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố phổ biến trong khoảng là từ 26 cho đến 29 độ C. Riêng phía Tây thì nắng nhiều và nóng hơn, như là tại Lào Cai, Điện Biên Phủ, Sơn La, mức nhiệt là 31 cho đến 35 độ C. Đến với Cao Bằng trong 1 đến 2 ngày tới, du khách còn có thể bắt gặp những cơn mưa về đêm và sáng. Từ chiều thứ 6 trở đi thì trời sẽ có nắng trở lại, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ mỗi ngày 1 độ, đến thứ 7 lên ngưỡng là 29 độ C. Thời tiết nắng ráo rất thuận lợi để du khách có thể khám phá đỉnh Phía Oắc hay là ngắm hoàng hôn giữa núi rừng hùng vĩ. Nơi có thời tiết ổn định nhất dịp này đó là khu vực miền Trung. Như là tại Thừa Thiên Huế, dự báo 3 ngày tới, nhiệt độ sẽ duy trì ở mức là 33 độ C, hơi nóng nhẹ vào buổi trưa. Thời gian khác trong ngày vẫn khá dễ chịu để du khách có thể ghé thăm các bãi biển đẹp và hoang sơ như là bãi biển Tân Thành, bãi cát trắng dài và những hàng phi lao tạo nên khung cảnh bình yên. Nóng nhất cả nước thì phải kể đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngày thứ 5 tiếp tục là ngày cao điểm nắng nóng, đặc biệt là ở khu vực miền Đông, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh với mức nhiệt độ phổ biến là từ 37 cho đến 39 độ C. Cục bộ ở Biên Hòa hay là Đồng Phú thì còn có thể lên tới là 40 độ C. Trời nắng nóng, thành phố biển Vũng Tàu sẽ là điểm đến thu hút du khách dịp này. Không khí ở đây có phần dễ chịu hơn so với các nơi khác của khu vực miền Đông. Nhiệt độ các ngày tới ở đây thì đều không vượt quá 34 độ C. Thời tiết rất lý tưởng để du khách có thể tắm biển và ngắm bình minh trên mũi Nghi Phong. Và có bản tin là dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.